Ở những chương trình trước, chúng ta đã có dịp làm quen với nhà vô địch thế giới môn Muay Thái Phan Thị Ngọc Linh. Nếu như việc nữ võ sĩ người Khánh Hòa đến với Muay là khá tình cờ, thì câu chuyện của Nguyễn Trần Duy Nhất, một đồng đội của Linh ở đội tuyển quốc gia lại hoàn toàn khác. Với tố chất của con nhà võ, Duy Nhất, một vận động viên còn rất trẻ, đã từng bước thể hiện bản lĩnh của mình để rồi dần trở thành một trong những võ sĩ giàu thành tích nhất của Muay Việt Nam. Và việc võ sĩ này cũng như các thành viên đội tuyển Muay Thái không thể góp mặt tại SEA Games năm nay là một điều khá đáng tiếc. Tại giải Muay Thái vô địch quốc gia năm 2011, võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất của đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chức huy chương vàng hạng cân dưới 60 kg. Đối với giới chuyên môn thì đây là một kết quả không quá bất ngờ, bởi Duy Nhất đang là người nắm giữ rất nhiều danh hiệu, trong đó đáng kể nhất là chức vô địch Đại hội Thể thao trong nhà châu Á lần thứ 3 năm 2008, đai vô địch giải Moa nghiệp dư thế giới vào năm 2010-2011, đai vô địch hạng bán chuyên nghiệp năm 2011, huy chương bạc SEA Games 25. Nhìn vào bảng thành tích này, chắc chắn nhiều người sẽ bất ngờ khi biết rằng võ sĩ quê Lâm Đồng chỉ mới làm quen với môn võ này cách đây 3 năm. Còn trước đó, anh theo tập võ cổ truyền và kickboxing. 8 năm 2008 thì bên Thành phố Hồ Chí Minh có một đợt tuyển chọn vận động viên môn Muay. Theo em biết thì môn Muay là giống như môn võ tự do của ông cha ta đánh ngày xưa, nên em đăng ký tham gia thử và khi đó được lọt vào mắt xanh của mấy thầy. Đội tuyển lúc đó có rất là nhiều người nhưng mà tuyển ra được 5 người là được thành phố, ban lãnh đạo thành phố đưa qua Thái Lan tập huấn và bắt đầu theo sự nghiệp môn Muay từ lúc đó. Nguyễn Trần Duy Nhất sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 3 anh chị em tại một vùng quê tại tỉnh Lâm Đồng. Ngay từ khi chào đời, cậu bé này đã được sống trong một môi trường mà tinh thần võ sĩ đạo luôn đặt lên hàng đầu. Bởi lẽ cả ông nội lẫn ba mẹ của Nhất đều là những võ sư, võ cổ truyền. Họ từng có thời gian thi đấu tại các võ đài và thu được không ít tiếng tăm. Dưới sự dìu dắt của ba mẹ, tố chất con nhà nòi của Duy Nhất nhanh chóng được thể hiện. Và việc anh gặt hái huy chương tại các giải đấu dành cho học sinh là lẽ đương nhiên. Năm 2007, Duy Nhất trúng tuyển vào khoa huấn luyện thể thao của Đại học Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Tưởng chừng việc sống xa gia đình sẽ khiến con đường võ thuật của chàng trai 18 tuổi bị gián đoạn. Thế nhưng, bằng tình yêu và sự hăng say dành cho nghiệp võ, Duy Nhất đã khéo léo sắp xếp thời gian để vừa đảm bảo việc học, vừa có thể thỏa mãn niềm đam mê. Năm 2008, trong một dịp tình cờ, Duy Nhất bén duyên với Muay Thái, để rồi sau đó anh quyết định chuyển từ võ cổ truyền và kickboxing sang tập luyện môn võ này. Gia đình tôi là coi như bởi vì cái dòng máu cái truyền thống võ, thành ra rất là mừng, rất là coi như phấn khởi, là coi như ủng hộ hết mình, coi như ông nội rồi tôi và bà xã là coi má của Nhất là rất là ủng hộ để cho cháu nó được phát huy thêm cái tài năng của nó. Là một vận động viên chuyên nghiệp thì dĩ nhiên việc tập luyện cũng như thi đấu sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Trường hợp của Duy Nhất cũng không là ngoại lệ. Kể từ khi được chọn vào đội tuyển Muay Thái, chàng võ sĩ 22 tuổi này đã chuyển lên ở tại trung tâm đào tạo vận động viên võ thuật Thành phố Hồ Chí Minh để tiện việc tập luyện. Tuy nhiên, tranh thủ những lúc nghỉ ngơi hay sau mỗi chuyến thi đấu, Duy Nhất lại trở về ngôi nhà trọ nơi các anh chị em của mình đang sinh sống. Những câu chuyện về nghề võ, về cuộc đời hay chỉ đơn giản là một kỷ niệm nào đó sẽ càng trở nên vui vẻ, sinh động hơn khi hôm đó có thêm sự hiện diện của ba mẹ. Dù khoảng thời gian này khá ngắn ngủi, thế nhưng đối với Duy Nhất nó vẫn hết sức quý giá. Tôi thì ở trên quê buôn bán lại may vá rồi thêm. Lâu lâu khoảng gần 2 tháng là xuống đây một lần. Thấy con đi xa nhà thương nhớ lắm, nhưng mà vì tương lai của cháu, cháu phải cố gắng và động viên nó biết. Nó là cứ lo học, học biết rồi tập để mà sức khỏe của mình mạnh mẽ lên rồi thi đấu, giành chiến thắng trên các lĩnh vực của đội bạn năm châu. Ba mẹ thì lúc nào cũng luôn hướng cho em cái tương lai. Vấn đề chính vẫn là còn trẻ nên tập luyện đúng rồi, trau dồi sức khỏe và để nâng cao cái trình độ kỹ thuật cho mình để tập huấn thi đấu. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình phải học tập để nâng cao kiến thức, sau này mình sẽ giúp mình hữu ích rất là nhiều. Bên cạnh việc chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như thi đấu, ba mẹ Duy Nhất đôi khi còn xuất hiện cùng anh trên sàn tập.
Đây chính là lúc họ cảm nhận được rõ nét nhất sự tiến bộ của con trai mình qua những đòn gối, đòn trỏ đặc trưng của Mô Thái. Mỗi lần bên cạnh con, vị võ sư này càng thêm hài lòng với những bước tiến của con trai trong nghiệp võ. Mong muốn của cháu là vừa tập luyện thi đấu, đem có sức khỏe, đem danh dự về cho đất nước mình. Cũng bên cạnh đó là cũng phải học hành cho đến nơi đến chốn để cái tương lai của cháu nó được rạng rỡ hơn. Trong tất cả các môn võ thuật thì Mô Thái là môn võ duy nhất có động tác chào sân trên nền nhạc trước khi thi đấu. Những động tác này cho thấy sự tôn trọng của các võ sĩ đối với những người thầy đã huấn luyện mình, và quan trọng hơn là giúp họ tập trung hơn khi thượng đài. Khi mình quay bài quay cù đó, điều đầu tiên là mình sẽ nhớ đến công lao của người thầy dạy mình, sau đó đến người thân trong gia đình mình, cha mẹ mình. Khi mình quay cù càng nhiều thì địch thủ đứng sẽ bị lạnh cơ. Khi quay cù trên sàn đấu là nó sẽ thể hiện được cái người võ sĩ đó mang tính là bình tĩnh, tự tin. Đó, khi đó người ta nhập cuộc sẽ rất là tốt. Lúc tập luyện thì nhiệt tình, còn khi thượng đài thì luôn thi đấu hết mình và nghiêm túc. Đó chính là hình ảnh không thể lẫn vào đâu được của Nguyễn Trần Duy Nhất. Sự đam mê của anh đã phần nào được đền đáp bằng các danh hiệu tại các giải quốc tế và khu vực. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là tất cả những gì mà võ sĩ người Lâm Đồng này đang hướng đến. Hiện tại thì em đang học năm 3 và theo đuổi sự nghiệp thi đấu thể dục thể thao là Muay Thái. Thì tiếp tục học cho hết các năm đại học, sau đó em sẽ cố gắng học lên cao học và sẽ cho vô cái kinh nghiệm cho mình để sau này mình ra có thể phục vụ cho thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói, truyền thống của một gia đình có 4 đời theo nghiệp võ đã giúp Duy Nhất rất nhiều trên con đường vinh quang. Tuy nhiên, có một điều phải công nhận, đó chính là sự nỗ lực của bản thân anh thông qua việc kết hợp nhuần nhuyễn và hiệu quả giữa võ cổ truyền của mẹ, kickboxing của ba và Mô Thái. Với một võ sĩ mà tuổi đời còn rất trẻ thì con đường phía trước vẫn còn rất dài và thênh thang. Điều quan trọng nhất là không được thỏa mãn với bản thân mình, bởi vinh quang nào cũng phải có cái giá của nó.